Ghi hình khẩn cấp. Cuộc gọi khẩn cấp tự động đã được kích hoạt. Ghi hình khẩn cấp. Cuộc gọi khẩn cấp tự động đã được kích hoạt. Như anh em vừa xem clip VF8 đang đi trên đường Mộc Châu, đường hơi trơn một chút thì bị xe công táo một cú rất mạnh vào hông thân cánh cửa. Thì điều này chúng ta cùng phân tích có những cái mấu chốt gì sẽ liên quan đến cái vụ tai nạn này. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn thì như chúng ta đều biết là để mà VF8 có thể bán được tại Mỹ thì đã đạt được những cái tiêu chuẩn an toàn rất là cao, như thể hiện qua được cái việc là thân vỏ dày dặn chắc chắn, an toàn về túi khí, nổ đúng lúc khi cần. Đấy là về vấn đề testing đúng không? Thế thì thực tế tại... Nhưng mà một cái điểm cực kỳ quan trọng đấy là hệ thống cứu hộ SOS của VinFast đã ngay lập tức gọi điện về tổng đài thông báo là chiếc xe đang bị tai nạn. Cuộc gọi khẩn cấp tự động đã được kích hoạt. Và tổng đài viên đã gọi điện lại về cho chủ xe là hỏi han tình hình, xem là chủ xe có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, có bị nặng hay không, hay là có cần cứu giúp gì về để hệ thống xe hay không. Giả sử đặt trong tình huống là chủ xe mà bị thương nặng hơn một chút, hoặc là chiếc xe nó bị hư hỏng nặng hơn một chút, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ có cái giao tiếp phản hồi giữa chủ xe lẫn cái tổng đoàn viên để biết là xác định được cái việc là cứu hộ cứu nạn cho chiếc xe đó như thế nào. Thì cái điều này cực kỳ quan trọng, rất là quan trọng đối với từng chủ xe, đúng không? Vì đôi khi chỉ là những cái gọi là cứu hộ cứu nạn kịp thời thôi là cũng có thể là cứu mạng đối với con người trong tích tắc rồi. Như chúng ta đều biết về SOS thì không nhiều hãng xe đang áp dụng cho chiếc xe mình. Chỉ thấy mới gần đây là xuất hiện trên chiếc xe Volvo và chiếc xe mệnh danh là an toàn nhất thế giới. Nhưng mà trên VF8 đã trang bị SOS rồi, điều này cực kỳ quan trọng. Và mọi người sẽ thấy là SOS đã từng xuất hiện trên Apple Watch trên Series 8, đã rất là nhiều tình huống trên thế giới nhờ cái tính năng SOS mà đã cứu được rất là nhiều con người, tính mạng của con người liên quan đến những cái tình huống khẩn cấp. Thì nó thực sự là hữu ích. Hải thấy đánh giá này cực kỳ quan trọng và quá quan trọng và quá cần thiết luôn. Điểm mấu chốt thứ hai mà ít ai quan tâm để ý tới đó là mọi người sẽ thấy là với cú táng mạnh như vậy, tốc độ như vậy, nhưng mà chiếc VF8 của chúng ta là cái thân cột A vẫn được giữ nguyên và cái thân dáng cửa được giữ nguyên. Cửa của VF8 cực kỳ dày dặn và chắc chắn vì đóng nó thực sự nó nặng. Thì cái điều nặng và chắc chắn như thế này đã giúp cho cái việc là cái thân cánh cửa được giữ được toàn vẹn sau cú tông mạnh như vậy. Thân cánh cửa chắc chắn không bị móp méo, không bị biến dạng nhiều liên quan đến toàn tổng thể cái thân cánh cửa. Thì đồng nghĩa là chủ xe ngồi bên trong cũng sẽ an toàn hơn. Nếu đặt giả thuyết mà với một cái chiếc những sáng xe ở kia nào đó mà thân cánh cửa mỏng hơn, mỏng manh hơn, thì với cú táng như vậy thì thậm chí là sẽ bị gây cánh cửa nó sẽ bị táng gập gãy, táng hẳn vào bên trong thân trong xe, thì đồng nghĩa là mạng sườn của chủ xe sẽ bị ảnh hưởng bởi chính cái thân cánh cửa kia đập vào người, thì gây trọng thương, gây tổn thương rất là cao. Đấy là đối với những cái chiếc xe mà thân cánh cửa kém hơn, độ chắc chắn thấp hơn. Đó. Còn đây VF8 là giữ nguyên định dạng và cái phần bên ngoài thì chúng ta sẽ chỉ bị tác động móc méo bởi những cái phần tác động bên ngoài thôi, còn thân cửa vẫn giữ vững. Và mọi người sẽ thấy là cái cột A cũng vậy, là đều được giữ vững hoàn toàn nguyên vẹn, không suy diễn cái gì cả. Thì điều này cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là an toàn cao. Và mọi người đều biết là túi khí đã bung ra rất là kịp lúc để mà giảm tới cái việc là tác động lên chủ xe, đúng không? Để mà tránh giảm thiểu đỡ phần nào và tránh choáng cho chủ xe khi cần. Quan điểm của Hải khi mà lựa chọn mua xe thì Hải sẽ lựa chọn những cái khung tiêu chuẩn an toàn cao nhất có thể. Như đơn giản là 6 túi khí, còn trên VF8 là 11 túi khí, đúng không? Cộng như những cái mà tiêu chuẩn khác về crash test hay là Euro NCAP chẳng hạn, đúng không? Thì tiêu chuẩn càng cao càng tốt, vì mình quan tâm là chiếc xe nó phải an toàn, bảo vệ chính gia đình mình điều đầu tiên. Còn những cái yếu tố như vận hành hay những cái option hưởng thụ là mình sẽ xếp ưu tiên về sau. Đó là quan điểm của Hải. Còn quan điểm với anh em với chiếc xe VF8 và những cái tiêu chuẩn an toàn cao như vậy, với cái mức giá đâu đó ngưỡng tầm 800, thì anh em đánh giá thế nào? Hãy thả comment
cho ý kiến nhé.